bên phải mình là Tú, bên trái mình là Đạt, hai học trò của mình. Hôm nay lớp võ mình có làm một món bún đậu mắm tôm để vui chơi ngày 8 tháng 3. Những nguyên liệu để làm món bún đậu mắm tôm. Món chính của mình là bún nè, đây thịt luộc, hôm nay là thịt tôm để cuốn cà ram, rau salad, dưa leo, ớt, đậu, đây gia vị tỏi, sả băm, không thể thiếu là mắm tôm, chưa? Rồi thôi mọi người tiến hành làm đây. Bây giờ Hò và Bình sẽ đi rửa rau. Hai thanh niên đi rửa rau mà không biết lạc rau. Chắc đây là lần đầu. Mới đi qua hỏi mình cách lạc rau như thế nào. Tội nghiệp. Khi chờ hai thằng rửa rau thì mình đi luộc thịt. We'll be right back.
bây giờ mình chờ thịt nó chín rồi mình chiên đậu nha. Mà nhà ram nó cuốn này cục uống nu luôn. Rồi mình chiên nhà ram luôn cho nó nhanh. Xắt nhà ram vô chảo à. Ui ui. Sao nó ướt nhẹp vậy nghe. Con này nó mấy dính rồi. Ui. Xong rồi ạ. Cục cục khó xét người ta. Rất bằng bánh đâu. Đúng rồi. Chẳng ngang mày. Tại vì miếng thịt nó dày quá nên mình chẳng ngang nó qua nha. Đúng rồi. Đi xây, đi xây. Thank you.
sắc nhỏ. Không. Thành quả xong rồi, bây giờ mình trang trí là mình chiếu thôi. Ok em. Chờ em dù mình sánh kia có càng khổ, dù qua thêm bao kiếm anh vẫn sẽ chờ. Nhân thế khổ đau tìm hoài sao không thấy nhau, người thương chẳng thương mình còn thưởng thức trước đi, cho các em cảm nhận nào. Bỏ bún vô chứ, bún vô, bún vô. Mà anh em không nhận. Rau chứ, ăn bánh rau nè. Ông Tú sao sao? Ngon lắm, rất là ngon lắm. Không, mấy đứa dùng đi. Tại quay đây. Chị ăn đi. Đủ ăn đi. À, để mâm mình ăn xong rồi. Rồi anh vô hết đây rồi. Thôi giúp bún vô ăn thử coi. Đây Phương, chén vô Phương này. Cái vô ngon nhất luôn. Dạ mẹ. Đó. Đi ăn bún tôm này.
bỏ xẻo rồi. Rau. Đang xẻ chưa? Rau dính xong rồi con. Hay quá. Ra đâu? Không ai ngon thấy. Ngon, Phương, Phương cảm nhận. Ngon. Ngon này. Thông cảm cho là vì không biết anh mắm tôm như thế nào cho nên là anh xì dầu đấy. Thành niên cái món muốn đợi anh tôm thì anh xì dầu. Chữa cháy cách em bảo xì dầu. Xì dầu được mà. Anh lỡ cho anh này quá giờ mình có làm gì vậy? Cho biểu cảm của anh Đạt. Chào mình. Còn nhất cái nách. Ấy là chưa nhà hơn cho ngồi nhất cái nách. Tự. Anh chưa ăn luôn hả? Chưa ăn mà ngon nhất cái nách. Thôi. Nghe mùi lông chua vậy cho. Ngon mẹ. Đây. Chưa gì đẹp tết rồi. Tiếc rồi. Chán lắm. Rồi, nghe cái ngon vậy anh nữa. Thôi xin phép mọi người mình anh nha. Video mình đến đây là kết thúc. Ở bài này tới. Bye. 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 20 minutes later. Thành quả này. Thành quả. Còn lại mới liên đầu. Quá hay. Ngon hết rồi.